Chào các bác và anh em, Thanh Nguyên đang trình diễn và biểu diễn chất âm của một cặp loa Mỹ đến từ hãng JBL có mã là MR805. Một trong loa sử dụng bắt 40 tép kèn. Với dòng loa này cho thấy bắt đánh căng, tròn, đầy và mạnh mẽ, tép sáng lẩy và lời rõ ràng, hát và cái nhạc hết tình của điểm nhá. Là xuất tại Mỹ cho Mỹ. Loa trạng đẹp bóng liếng, cùng gỗ bọc da. Thì với dòng loa JBL 825-8005 nhá, đã được rất nhiều anh em đã đánh giá và test cũng như lắp vào hát về chất âm đẳng cấp mới này bàn rồi. Quan trọng nó độ đẹp quá nhá, độ chất và giá thành. Nhà em mãi là như có trong vườn câu, sống đời sống thành ca. Thì với dòng loa JBL nó luôn luôn biết chinh phục, chạm tới cảm xúc trái tim và khối óc của tất cả những bác đam mê âm thanh, yêu ca sĩ, đặc biệt có một chút nghệ sĩ, bởi vì nó làm mê ma mị cái thẩm âm của bác. Loa nhạc đẹp như mới, dòng này không biêm nhá, nó rất có vẻ thi thoảng đôi nhá. Với các loa đẹp như này, bên em cung cấp với giá là 25 triệu, bao ship tặng cho em nhé. Có nhu cầu chỉ còn 2 triệu, và có nhu cầu lắp vào hát alo em nhé, chỉ cần con đẩy một TV 650 thôi, còn vàng số một cái mic xịn, thế là ok nhá, hát alo ok. Nó chắc chắn, nó chi tiết, nó ngọt ngào, sạch sẽ, đúng lò mỹ thuật. Nghe lâu không chán, nghe lâu không bền, nghe to phê, nghe bé thì nó chi tiết, nghe giữa thì nó lòi lắm, phê lòi. Hay quá. Bây giờ phần 2 nhá, em quay lại rất kỹ càng. Có nhu cầu alo em nhá. Một đôi duy nhất thôi nhá, không nhớ rồi. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đã giới thiệu về một cặp loa đẹp lung linh đến từ Mỹ, hãng JBL, có model là MR805. Thì đây là dòng loa sở hữu một mát 40 từ 19-76 và một tép kèn từ 14-44. Với dòng loa này thì bác chưa được hai nhiệm vụ tròn chỉnh. Thứ nhất là nghe nhạc bolero, remix, nhạc lặng, nhạc nhẹ và nhạc trữ tình. Nó đều thể hiện rất tốt các giải như bát, trung tép, bát đánh sâu, đánh nực, đánh mềm và lan tỏa. Tép sáng lẩy, tép Mỹ nó là cái tép huyền thoại rồi. Trung ngọt với nhá. Hơn nữa hát karaoke thì cực kỳ sướng với nhá. Nó thoáng, nó rộng, nó bay và nó hút mic. Thì ngày nay em về đôi đẹp như trước mắt loa kia. Ngay bây giờ em sẽ quay tổng quan chi tiết báo giá để có lắm được nhá. Đây là dòng loa được xuất tại Mỹ và có cấu trúc như sau. Nó là thùng gỗ này. Đấy. Thùng gỗ nó cực kỳ mới đấy nhá. Em bật flash bác xem này, mới đét nhá. Thùng gỗ bọc da đấy, mà loa tình trạng nó như da béo này đấy, đen quýt, bóng liễng, không xuất sẹo, đẹp từ thùng vỏ đến bên trong. Mà nhìn được cái bông này vàng ươm, đúng không? Vàng ươm luôn, phân tần này, những cái giờ của Mỹ mà này, xịn xò chưa đấy. Nó có hai cấp độ quánh, à ba cấp độ quánh tép, cao thấp các nhau đấy. Một đôi loa tóm lại là hoàn hảo nhá. Mà nhìn bông này, đấy, bông này sáng trưng, đúng không ạ? Thế đây toàn bộ cái cấu trúc về cái bộ thành vỏ nhá. Rồi tiếp theo về cặp tép thì nó dùng cặp tép huyền thoại rồi, thì em nói rất nhiều rồi. Các dòng loa đời 8, ví dụ như là 822, 825, 805, 835, 838 đều dùng củ tép này từ 14 họng 44. Đấy, mã tép là 2416H. Đây là mã tép huyền thoại, không thể hay hơn được nữa. Và đời 9 vậy nhé, đời 9 khác mỗi đây là cốc nhôm thôi. Còn cái này cốc nhựa nhá. Bao zin mà đẹp anh em luôn. Về các bát thì bác nhìn vào đây. Đấy. Gân lụa tầm dầu 3 sóng, bàng cực kỳ đẹp. Còn lại tình trạng thì không chê được nhá. Thiếu một xốp thôi. Zin tuyệt đối cho anh em luôn. Đấy. Zin rồi các anh nhá. Tình trạng loa đẹp xuất sắc luôn. Còn này. Mình cổ từ 19. Thì tất cả dòng đời 8 mắc đời 9 đều dùng cổ từ như nhau nhá. Đều là 203H, tức là đều từ 19 họng 76 hết. Đời 8 và 9 đều như nhau cả. Có chăng khác là mỗi công tép nhá. Họng giống nhau. Thì con này cái bao đẹp, bao zin cho toàn thể anh em. Đấy, để chơi. Đôi loa thì nó thật bác nó không có điểm chê rồi. Còn lại bao mãi này thì bác không phải có điểm chê rồi. Nó đẹp, nó zin nhá. Anh em có quyền.
em đẹp em xin có quyền luôn nhé. Đấy, đẹp từ bao nhìn này còn sáng óng luôn, chưa han ối cả, nặng trịch. Đấy, màng đẹp quá nhá, tất cả đẹp hết, xuất sắc. Thế đây xông số này, nó hỗ trợ cổng vào là màng 6 ly, có 3 kiểu bánh tép, cộng 2 nhiều tép, trừ 2 ít nhất và không là bình thường. Thì cái dùng bạn để chế độ không TV này. Đấy, MR805 sản xuất tại Bang California USA. Đấy, thì đồ đoàn đẹp này mới chất thế này. Bên em cung cấp với mức giá là 25 triệu báo ship nhé, tặng cặp dây. Có nhu cầu chỉ khoản em 2 triệu. Đấy, 25 triệu báo ship tặng một cặp dây. Có nhu cầu bộ hát alo cho em nhé, cực kỳ hay. Cái này bác có bao phòng cho em tầm 35-40 vuông đều đủ dài luôn, tức là lời nó thoải mái luôn. Đấy, bao zin cho bác từ cm hết, từ cái ốc thôi nhá, zin từ cái ốc. Đấy, em quay kỹ càng nhá. Mọi tin mua sắm lắp đặt bởi bộ hát hoặc mua lẻ, các liên hệ với số tổng đài Hành Nguyễn 0936 583 110. Đấy, có ngay không nhá, Hành Nguyễn chào các bác ạ.